Hello, mình chào thầy các bác nha. Thì hôm nay em gửi tới bác sơn Kuta chính hãng nè, có nhiều bác cần ha. Chai này là chính hãng 100% từ Thái nhập về của hãng Kuta. Rồi giờ em bóp tem em xịt thử cho bác xem ha. Rồi cái này là em xịt thử vô con 4018 nha các bác. Đây, sơn Kuta chính hãng. Bây giờ cái màu đang cầm trên tay là màu xám nha các bác. Đây. Rồi để em xịt vô cái sườn thử ha. Rồi đó, rồi cho các bác test coi cái màu này ha. Đây như zin nha các bác. Rồi, tiếp tục thì Hậu ơi. Vô lao giùm mấy ơi, để đây. Rồi, vô lao cho cái đùi mới xịt nè. Bây giờ tiếp tục á, thì em gửi tới bác màu cam. Chai này là nước sơn Kuta chính hãng, giá 135.000 chai ha. Rồi, đây là cái màu zin heo máy nha các bác. Rồi, đây, để em test thử cho bác xem ha. Rồi, đây, màu cam. Đây, nhìn vô, các bác thấy biết không? Đây, bao nhìn, đó. Rồi, các bác xem qua giùm em ha. Đó, như zin, đó, các bác thấy không? Như zin ha, màu này. Đây 135.000 chai thôi. Các bác có cần á thì cứ liên hệ cho em qua số điện thoại là 0799090919 nha các bác. Sơn Kuta chính hãng về em test cho các bác tiếp tục thì tới màu trắng. Đây, em gửi tới các bác cái chai màu trắng của Sơn Kuta chính hãng nha. Đó, các bác mua trên 3 chai là miễn phí vận chuyển nha. Màu trắng xịt vô chỗ nào? À xịt vô của 60. Đúng rồi. Màu trắng là xài cho 60 ha. Không có tay cầm nó ấy. Rồi ok, cảm ơn các bác đã xem video nha. Bác nào thấy hay thì hãy cho nút like và nút đăng ký ha. Bác nào cần mua hàng thì cứ liên hệ cho em nha. Rồi em gửi hàng trên toàn quốc cho các bác luôn nha. Mến chào thầy các bác nha. Rồi hôm nay buổi chiều em đang đóng hàng đi cho các bác nè ha. Mấy cái sơn Kuta chính hãng, đây là em đang cầm màu xám nè ha. Màu cam nè ha. Chứ lại mấy cái ốp shop an toàn tự lưng hướng lúa nè. Giá chỉ có 50.000 cái nè. Rồi còn sơn Kuta chính hãng 135.000 chai nha. Mấy cái gương đây, gương Kuta, gương tròn, gương vuông bên em có đủ nha các bác. Mấy thôi bụi đây ha. Rồi với lại Cugo, tem. Nói chung là giờ buổi chiều tới là đang đóng hàng đi cho các bác đây. Rồi các bác đợi lấy hàng, nhận hàng giùm em nha. Rồi cảm ơn các bác đã xem video.